1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 9.500. Bà già, có tiền cho dài chụp con nhậu ơi. Mẹ đâu có tiền cho con đâu. Bà không có tiền cho tôi, mà bà có tiền đi cúng dường cho mấy ông thịt chùa đó ăn, tại sao? Con hay con đừng có nói vậy. Không có gì đó. Sao tiền lẻ vậy không này đây? Sao con làm vậy? Ai kêu bà nghèo chi? Trời ơi, sao tôi vô phước thế này? Sao đi đâu gặp mấy ông vậy? Mới gặp ông kia, ông ngoại giờ gặp ông này. Đâu phát gì á? Trần thế một đời gian nan cớ hà, lòng người thâm sâu phú phàng, tham sân si bao lụy phiền con đéo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ sầu, luôn chạy theo phù phiếm lạc lầm không hay lối vàng. Đạo quyền thâm sâu rưới hồn, khi tan thân dường nghiệp sầu thì đã tắt, quay lưng kiếp tu hành chuyện còn tùy tai tâm thế nhân. Chúng sanh sống trong nơi lời danh, không hay mình đáng dưỡng sai lầm, thế gian bao nghiệp phần bao tội lỗi lòng riêng mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luân hồi. Đôi lời khuyên từ bỏ hồng trần chỉ là cõi tạm, đường về Tây Phương sẽ tình, lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật môn chú bi. Bội giác nghiệp trần là nguyên nhân đau khổ, quay đầu giác ngộ là một độ Như Lai. Vì yêu thương nên chi nghiệp báo kéo dài, chi bằng gắn công tu niệm để được qua khai kiến phù. Thân mình trong trần thế một đời gian nan cớ hà, lòng người thâm sâu phú phàng, tham sân si bao lụy phiền con đéo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ sầu, luôn chạy theo phù phiếm lạc lầm không hay lối vàng, đạo quyền thâm sâu rưới hồn, khi tan thân dường nghiệp sầu.
tôi, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Chúng sanh sống trong nơi lời danh, không hay mình đáng dưỡng sai lầm. Thế gian bao nghiệp phần, bao tội lỗi lòng riêng mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luân hồi. Đôi lời khuyên từ bỏ hồng trần chỉ là cõi tạm, đường về Tây Phương sẽ tình, lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật môn chú bi. Lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật môn chú bi. Lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật môn chú bi. Lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật môn chú bi. Lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật môn chú. Tử sanh thế nhân cuộc đời, ai mà lại không trải qua những số riêng mang, nào ai lại giống ai. Người thoát quan khiên buồn thân nhẹ tờ lòng hồng.